Tiếp theo là thí sinh Kiều Thị Thúy Hằng mang số báo danh 111. Kiều Thị Thúy Hằng luôn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, cộng đồng. Với cô, hạnh phúc nhất chính là mang đến sự yêu thương, niềm vui cho cộng đồng. Cô hy vọng có thể xây dựng một trường học cho trẻ em khuyết tật. Phạm Thị Anh Thư, số báo danh 144 đến từ Hà Nam. Với cô, mẹ là người truyền cảm hứng và động lực để cô tự tin và vững bước. Mẹ luôn cho cô những lời khuyên hữu ích, dạy cô nhiều bài học ý nghĩa trong cuộc sống. Cảm ơn mẹ của anh Thư. Lê Thu Trang, số báo danh 145, đến từ thủ đô Hà Nội. Lê Thu Trang mong muốn thành lập quỹ hỗ trợ bảo hiểm y tế cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS để chi trả viện phí điều trị và có cơ hội được đến trường. Bây giờ trên sân khấu là thí sinh có số báo danh 819, Lê Thu Hòa. Lê Thu Hòa hiện là cử nhân ngành tài chính. Cô tự hào khi bản thân không chỉ sở hữu nét đẹp dịu dàng của người con gái cố đô Hoa Lư, Ninh Bình, mà cô còn luôn nỗ lực rèn luyện bản thân để trở thành cô gái có tư duy hiện đại và cá tính, bản lĩnh, sẵn sàng đón nhận những cơ hội mới của một Vinal Woman. Hãy cùng gặp lại thí sinh Lê Hoàng Phương, số báo danh 316. Hoàng Phương sở hữu tấm bằng kiến trúc. Cô theo đuổi dự án xây dựng nhà tình thương cho người vô gia cư do chính tay mình thiết kế. Hoàng Phương đồng thời cũng đang là đại sứ cho dự án Chạy Vì Trái Tim, hỗ trợ mổ tim miễn phí cho trẻ em. Hãy cùng chào đón vẻ đẹp của thí sinh có số báo danh 606, Vũ Thúy Quỳnh. Vũ Thúy Quỳnh là một cô gái vùng cao Tây Bắc đầy nhiệt huyết, khát khao chinh phục vương miện Hoa hậu Hoàng Vũ và mong muốn thực hiện được dự án cộng đồng giúp đỡ trẻ em dân tộc thiểu số vùng cao. Thí sinh tiếp theo mang số báo danh 119, Bùi Thị Thanh Thủy. Hiện Thanh Thủy là một ca sĩ, giảng viên thanh nhạc và huấn luyện viên võ thuật cổ truyền. Cô cho biết, tôi thường chỉ nghĩ về bản thân mình như một người phi thường, có nhiều niềm đam mê, nhiều mục tiêu, nhiều giấc mơ và cố gắng thực hiện chúng. Đó là cách tôi sống cuộc đời của mình.